Chào các bạn, mình đang có một cái máy tính mà Samsung gọi là Series 7 ở đây. Đây, Series 7 là dòng máy cao cấp của Samsung. Và đây là lần đầu tiên mà họ mang nó lên cái sản phẩm máy tính tất cả trong một All-in-One. Nhìn chung thì All-in-One là xu thế mới của năm nay. All-in-One với màn hình cảm ứng. Đó là bởi vì Microsoft và Intel họ đã rất là thúc đẩy cái này. Một mặt thì Intel thúc đẩy vi xử lý mới và Ultrabook. Và Microsoft thì họ ra Windows 8. Windows 8 với cái màn hình cảm ứng, công nghệ cảm ứng thì nó phù hợp với việc điều khiển bằng ngón tay, bằng màn hình cảm ứng hơn là con chuột. Ở đây chúng ta thấy là cái máy này họ đang được cài sẵn Windows 8 rồi. Đây là cái bản Windows 8 thử nghiệm mà Microsoft đã đưa ra chúng ta vài ngày trước. Thì cái máy Series 7 này là một cái máy khá là đẹp. Nó có cái phần trên đế thiết kế rất là giống những cái TV cao cấp của Samsung. Samsung gọi nó là thiết kế tối giản kim loại. Thì anh thấy là cái phần đáy nó làm bằng kim loại, nó bè ra hai bên và nó giữ cho cái máy vững chãi. Cái đế này khá là tốt. Ở bên cạnh hông thì chúng ta có những cái cổng giao tiếp bình thường. Bạn sẽ phải mở cái nắp che này ra mới có thể giao tiếp được. Mình không thích cái này lắm. Đây, nó như này và chúng ta sẽ mở ra. Thì chúng ta có những cái cổng truyền thống thôi. Có hai cái cổng USB 3.0, những cái cổng audio, rồi cổng đầu đọc hệ nhớ. Đây là cạnh phải của cái máy này. Thì mình chưa biết nó được để làm gì, nhưng mà chúng ta có một cái nắp che, chúng ta sẽ che nó lại. Có lẽ là việc nâng cấp ổ cứng sẽ được thực hiện ở đây. Bạn sẽ tháo cái con vít ra và thay cái ổ cứng. Cái máy tính Windows 8 này của Samsung thì nó sử dụng cái màn hình 27 inch. Nó sử dụng cái màn hình 27 inch độ phân giải 2560x1440. Đây là một cái độ phân giải rất là cao. Các bạn thấy là họ đang thử nghiệm chuột trên cái màn hình cảm ứng này. Rất là mượt. Sau thì chúng ta không có gì, và có lẽ một số cái cổng kết nối nó sẽ nằm ở phía dưới. Đúng rồi, ở dưới chúng ta có ít nhất là một cổng USB nữa và cổng nguồn. Tại vì mình thấy có cái adapter cho chú chuột của Samsung ở dưới, hình như có cả cổng LAN. Rồi, xin cảm ơn các bạn.